Rồi các con mở cam lên học nhé. Các con chào cô giáo chứ con, cô Huyền. Cô ơi, cô tắt mic rồi ạ. Rồi. Các con cùng chắp tay nào. Chúng ta cùng thực hiện tiếng ôm nhé. Tôi được chưa các con? Rồi. Tôi biết ơn trí tuệ. Tôi biết ơn cơ thể. Tôi biết ơn gia đình. Tôi biết ơn cha mẹ. Tôi biết ơn những vị thầy. Tôi biết ơn những người chăm tôi. Ô nắng mắt em. Rồi. Hôm nay cô vào muộn thì chúng ta sẽ vào lớp luôn nhá. Nào. Giữ lớp thẳng. Ngồi trên hai chân ngồi. Hai tay để trên đầu gối, hít vào, ướn cổ, thở ra, cằm thu về sát mõm cổ, hít vào, nâng cằm lên, thở ra, các con cằm về sát mõm cổ, vào, nâng cằm lên. Thở ra các con cằm về sát mõm cổ, hít vào đưa mặt về chính diện, thở ra nghiêng đầu sang thẳng, hít vào, thở ra, làm tốt lắm, rồi hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, con giữ lưng thẳng, giữ lưng thẳng. Thì mình thì quay đầu này thôi, quay đầu như này đó, rồi từ 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 con xoay phải, thở ra, hít vào, thở ra, xoay trái, hít vào, thở ra, xoay phải, hít vào, thở ra, xoay trái, hít vào, thở ra, xoay phải, hít vào, thở ra, xoay trái, hít vào, hai tay lên, đúng rồi, tốt lắm, thở ra, xoay phải, tay trái, tay phải, mắt nhìn theo tay phải, hít vào, tay về trước, thở ra, tay ra, đúng rồi, các con gọi lắm. Hít vào tay về trước, thở ra tay ra sau, hít vào tay về trước, thở ra tay ra sau, hít vào đưa tay về chính diện, thở ra nặng về đằng trước, đợi như này, duỗi dài nha, mềm không không nào. Phương Thúy ơi, con tập đi. Chân con đang đau nên con không có tập được. Thì nhìn cô phải tưởng tượng nha. Hít vào, đưa tay lên. Thở ra, người về đằng trước. Hít vào, đưa tay lên. Thở ra, cho bé đằng sau, cuốn người lên. Vẫn không lên, đúng rồi, mở tay. Rồi, hít vào, lông tay lên. Thở ra, hạch xuống. Hít vào, lông lên. Thở ra, hạch xuống. Hướng người lên. Rồi, để cố các bạn nào chắc chỉ nào. Mà Minh Mai, Minh Uyên nào. Các con tập đi. Con cho cô mở hình lên nhá. Nhất Thanh, Nguyễn Hương, Thiên Minh ơi, Giang Hân, Nguyễn Hoàng. Các con tập trung nhá. Rồi, hít vào mở tay. Hít. Thở. Hít, thở, hít
thở, hít thở. Lần năm, hít thở. Rồi, xoay về trước, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Rồi, hít vào. Hít vào bên này. Thở ra, tay xuống. Hít vào nửa lòng bàn tay. Thở ra, xuống. Hít vào, mở tay, nâng lên. Đúng rồi. Đó, nằm tốt lắm. Muốn vào tốt lắm thì. Thở ra, út tay, hạ xuống. Hít vào, nâng tay lên. Thở ra, hạ xuống. Để cô nhìn coi xem bạn nào tập đạt đúng rồi. Minh Mai này, Minh Nguyên này, Nhất Thanh này, Nguyên Hương này, Kim Minh này. Các bạn mở mic ra, mở lên cái nhớ. Rồi, bắt đầu. Các tay đã đi theo, đưa mặt tiếp tục. Hít lên. Dướng các chân ra. Thở ra mặt xuống. Hít vào lưng lên, dưới các lưng lên. Lại như một cổ, như lưng một người. Mở ngực ra. Rồi, thở ra. Hít vào lưng lên. Các bạn bẻ đất lên. Rồi, từ từ thở ra. Đăng tay lên sau. Đấy. Từ thở ra. Người đấy chứ. Và thở ra. Và thẳng ngực nhá. Mở ngực này. Mở tay này. Thẳng đỉnh đầu này. Bắt đầu sau này. Bắt đầu. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Ôi, thoải mái. Bấy tắt ra. Đó là cái cắm ra. Mai Minh ơi. Sâu sợ cái gì đó, nó rung rẩy cả người luôn. Ăn đó. Rồi. Bây giờ các con một chân, chân phải, chân trái co, chân phải dưới. Chân trái co, chân phải dưới. Hít vào, như vậy lên. Thở ra, như phải. Hít vào đưa lên. Thở ra. Hít vào đưa lên. Thở ra bên phải. Hít vào đưa lên. Thở ra bên phải. Xoay nha, xoay nha, xoay nha. Mình xoay nha. Hít vào đưa lên. Thở ra bên phải. Đúng rồi, mọi người làm tốt quá. Hít vào đưa lên. Thở ra bên phải. Hít vào đưa lên. Thở ra bên phải. Rồi, bên phải chân phải. Cuối chân phải. Hít vào đưa lên. Thở ra. Vào đưa lên. Thở. 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 Vào đưa lên.
Rồi, hít vào nâng người lên. Rồi, mọi người làm tốt lắm. Ơ, Minh Ba đưa nguyên làm gì con? Vẫn hòa hơn, thành nhật thân. Mình cô tập à? Mình cô tập à? Đúng rồi, giỏi lắm. Cuộc sống rất là chúng ta cùng ký gót chân đẩy đỉnh mông lên, đẩy mông lên, ký gót chân đẩy mông, đó đúng rồi, đẩy mông lên. Nguyễn Hoàng đẩy mông lên con, ký gót chân đẩy mông lên. Giáng Lâm làm tốt lắm. Mai, Minh Uyên này, Thiên Minh này, Nguyễn Hưng này, Nhất Thanh. Nhật Thanh ơi, con đẩy mông lên, con lùi hông ra sau. Đẩy mông lên, nhấc gót, ký gót chân đẩy mông lên. Đúng rồi, mọi người làm tốt. Con bằng tay. Đi tay. Lắng tay bằng tay. Này. Úp vào đùi, cổ thả lỏng. Rồi từ từ vươn về, 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 để vào đây. Đúng rồi. Nhìn vào một điểm. Đúng rồi, chắc tay này. Chúng ta đi dơ lên. Đúng rồi. 5 4 3 2 1. Rồi, hạ tay xuống. Hạ tay xuống. Tiếp tục chân trái. Để vào đây. Xuống.
đôi tương tự đẩy bước sang sau. Ba cái ghế. Tưởng tượng như mình chuẩn bị ngồi vào ghế chung gối. Nhìn cô này, nhìn cô này. Tôi cho anh nhìn đấy. Đẩy bước sang sau. Mở ra đẩy mông lên thẳng, không đâu, không đâu, chung đầu gối, chung đầu gối. Các con tưởng tượng như chuẩn bị ngồi xuống ghế, nhưng mà lại không xong cái đây như này. Rồi thở ra. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi, đưa chân ra sau. Ngồi xuống nhé. Thư giãn. Về từ thế bé thư giãn này. Hai chân bông lùi ra sau. Đúng rồi, mình phải làm đúng rồi. Nguyễn Hương đâu rồi? Nguyễn Hoàng đâu rồi? Các bạn ngủ hết nào. Chúng mình làm thư giãn ở đây nhé. Rồi, à các con đấy à. Mông của Nhất Thanh để lên gót chân. Duỗi dài cột sống ra. Rồi, hít vào nâng người lên. Mở ra. Ăn chân về đằng trước. Mở ra duỗi dài chân vào mở ra duỗi dài hít vào trong chân mở ra duỗi dài hít vào xoay này hít thở hít thở 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 ngược thở 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 rồi à thả lỏng. Đúng rồi, ôm gối. Nguyễn Đức con tập đi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vận động với lưng nha. Bắt đầu ngồi xuống nha. Nằm xuống. Chống hỏi. Nhìn cô lại. Đấy. Sáng thức chúng ta. Hít một. Đông cắm lên. Thở ra xuống. Cắm lên. Thở ra xuống. Hít bốn. Lông cắm lên. Đúng rồi. Ôi thiết mình làm tốt quá. Mà Minh Mai này, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hương đâu? Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên. Đúng rồi. Thở ra, hạ xuống. Các con kín chân, tẩy mông, về chó mặt.
Đúng rồi, Minh Mai. Ơ, Minh Mai, Minh Mai làm con. Cô nhìn thấy hết rồi nhá. Đó, Nhất Thanh này, Gia Hân này. Ok, bây giờ mọi người có thể đó. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi, bật lên. Đẩy hông ra trước. Rụng rời hết cả rồi. Rồi, rồi, hít vào, lưng người lên. Chứ Tinh ơi, lưng người lên không? Đúng rồi. Thở ra, một người xuống. Thở ra ngập xuống. Rồi hít vào nâng người lên. Thở vào về giữa, thở ra nghiêng sáng, vào về giữa, anh sáng, đóng chân phải, tay phải, rồi, vào về giữa, thở ra về trước, thở ra nằm xuống. Rồi bây giờ chúng ta cùng nằm xuống nào, để thư giãn nào. Nằm dài ra nào. Nguyễn Hưng làm đi con. Nguyễn Hoàng, Minh Mai, Minh Nguyên nằm xuống, Thiên Minh nằm xuống, Gia Linh nằm xuống, Nhất Thanh, Gia Hân nằm xuống. Bây giờ hai tay dưới theo thân. Đúng rồi. Hít vào nâng chân phải lên. Thở ra nghiêng chân phải sang tay trái, lắm lấy chân trái, tay phải lắm chân trái. Rồi, mắt thì nhìn sang bên phải. Hít vào nâng chân trở về. Thở ra đổi chân. Tay bên nọ lắm chân kia. Đúng rồi. Hít vào đưa chân về. Đâu rồi? Thở ra đưa chân về. Bây giờ chúng ta cùng lấy hai tay lắm lên hai chân, co lên là như thế. Happy baby như kiểu em bé cầm hai cái chân để mút chân ấy. À chậm đi nhá, cầm bằng tay cái nhá. Nghiêng bên
Rồi, phải rồi. À nào. Rồi bây giờ duỗi tay theo thân, duỗi tay theo thân nào. Nhất Thanh, con giơ tay lên làm gì đấy? Rồi bây giờ chúng ta cùng ý thức thả lỏng từng ngón chân, thả lỏng bàn chân, đặt ý thức vào đấy nhá, thả lỏng đầu gối, thả lỏng khớp hông. Hông đâu? Hông của chúng ta là ở đâu nhở? Chỉ cho cô xem nào. Thả lỏng bụng, thả lỏng lưng. Minh Mai, Minh Nguyên không trêu nhau nhá. Thả lỏng vai, thả lỏng đỉnh đầu. Nguyễn Hoàng không nằm được con. Con không có chỗ nằm, con đang ngồi trên ghế. Ơi, cái gì con? Con đang ngồi trên ghế nên con không có nằm được. Rồi các bạn cùng thả lỏng ở đây nhá. Nghĩ về hơi thở này, cô cho thở nhá. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, hóp sâu bụng xuống. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, hóp sâu bụng xuống. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại. Hít vào, phình bụng lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, hóp sâu bụng xuống. Hóp hết. Gán chặt bụng xuống dưới thế là đốn ý. Rồi lại hít vào, phình căng ngực lên. Thở ngực nhá. Rồi thở ra, xẹp sâu bụng xuống. Hít vào, phình căng ngực lên. Thở ra, hóp sâu bụng xuống. Hít vào, phình căng ngực lên. Thở ra, hóp sâu bụng xuống. Nhất Thanh, hóp sâu chưa? Hít vào, ngực, hít ngực nào. Thở bụng, thở, ui dồi ôi, bụng to thế. Hít vào, phình căng ngực lên. Hít ngực, ngực đâu, cái bụng đang thập thò kìa. Thở ra, hóp sâu bụng xuống, ném cái bụng xuống. Chít, chít xuống. Rồi, hít vào, nghịch ngực phùng phần lên. Thở ra, cái bụng xẹp sâu xuống. Rồi, về hơi thở tự nhiên. Hít vào, thở ra tự nhiên. Rồi, thôi hôm nay lớp mình kết thúc ở đây. Các con ngồi dậy nào. Mọi người đã tỉnh ngủ chưa nhỉ? Mọi người ơi, mở mic ra nói chuyện với cô nào. Dạ con. Mọi người tỉnh ngủ chưa? Dạ rồi. Rồi à. Thế bây giờ chúng ta cùng ngồi xếp bằng này. Xếp bằng này. Bé tay không sang hai bên này. Bé đầu gối này. Rút bụng này. Bụng đâu? Bụng đây này. Cách tay. Cao hơn đâu nhỉ?
Bờ ngư. Đúng rồi. Mọi người cùng hô tiếng ôm mấy cô nhá. Dạ. Ôm. À ôm nào. Đúng rồi. Hít vào. Hãy ôm nào. Đúng rồi. Lần cuối nhá. Hít vào. Hai tay chắp ngực. Chúng ta đặt lên trán. Linh hồn hai tay đặt lên môi. Và trái tim hai tay chắp trước ngực. Tôi cầu bình an cho toàn nhân loại. Con đọc đi. Tôi cầu bình an cho toàn nhân loại. Cầu bình an cho toàn nhân loại. Om Namaste. Om Namaste. Đúng rồi. Mọi người hãy giữ năng lượng này trong cả một ngày nhé. Để luôn luôn vui vẻ này, hạnh phúc này. Và mọi điều tốt lành sẽ đến với các con nhé. Con chúc cô cuối tuần vui vẻ. Mọi người mở mic ra. Mọi người mở mic ra con. Con đang mở mic cô. Ơi. Hôm nay tập sao? Dạ rất là đau chân. Đau chân à? Dạ con không hơi đau đau chút, hơi ê ê chút thôi. Hôm nay cô cho hơi tập căng một chút để mọi người tỉnh táo lên đấy. Mọi người cùng tập trung đấy. Con thấy cô chưa có làm căng quá đâu cô. Ai cũng thế thôi cô. Ơi. Có cái nào khó không con? Dạ thì gập bộ mới đi cô. Mình đứng mình gập bộ mới chơi tay chạm chạm chân. Các con có tư thế cái cây không? Dạ thích. Cô gặp ngồi xuống luôn đi cô. Đứng đây xong gặp ngồi xuống. Đó là gặp bộ mới. Gặp xuống chơi tay chạm chân á. Rồi. Tạm biệt các con nhá. Tạm biệt con. Cả ngày vui vẻ nhá, mọi người vui vẻ nhá. Dạ. Trọng Huy dạ, này tập thể dục game à? Trọng Huy ơi. Để đâu cái áo con vậy anh? Con ơi. Gì con? Cái áo con vậy đi. À. Tập thể dục game thì thôi nhá. Bye bye nhá, chào mọi người. Rồi, chào các con. Con chào cô Minh Thủy. Hôm nay tập thể dục thế nào? Cô Minh Thủy vô rồi kìa. Con chào sư cô Minh Thủy. Chào các bạn. Thế hôm nay con cũng sẽ làm thiền sinh giống các bạn luôn. Cô Minh Nhi cho thiền, còn con ngồi thiền cùng các bạn luôn. Rồi bây giờ các con thay áo trang phục lại cho nghiêm túc. Cô sư cô vô. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi nghiêm túc, ngồi áo nó chỉnh chu một chút xíu. Hãy biến mất rồi. Chờ các bạn thay đồ xong cho chỉnh chu đi rồi mới vô được cái con.
tuần vừa rồi có bạn nào chưa làm cô Minh Hỷ không nhỉ? Sao dạ, chị Mỹ Hoàng? Quên làm mất tiền rồi. Tại vì con học lại cái xong rồi hơi bận chút hả? Mới học thôi mà đã phải học thuộc lòng bài kia rồi nên con quên làm luôn. À hả. Làm mấy cái kia mệt lắm á. Học thuộc lòng tên động vật nữa. Mệt ghê. Thế con có thể kể tên động vật được không? Dạ con không nhớ. Thì con biết những con nào con có thể kể được không? Stork. À, bằng tiếng Anh hả? Puppy. Puppy. À đúng rồi, bài bài cô dạy tuần trước. Cô tưởng là bài trên trường. Kitten. Kitten. Rỡ gì mà không quên này. Ok, quên mình sẽ ôn lại sau nha. Electric eel, big horseshoe, cat, dog. Nay cô xem xét là bạn nào. Quan. 15 phút mà nghiêm túc và đàng hoàng và đúng thở vào hít ra, cô Nhi sẽ tặng cho một món quà ha. Món quà gì vậy? Các con thích món quà gì? Dạ cái kẹo sơ môi á. Cái đó không phải kẹo đâu, cục gôm. Có kẹo nó cô. Gôm, cục gôm cũng được. Kẹo nó cô, có kẹo sơ môi nó cô. Có kẹo sơ môi á. Đúng để rồi lên. Còn có để kẹo lên. Còn có kẹo mút kiểu em bé vậy á. Ừ. Kẻ mốt hộp sữa trong bàn bán quá trời luôn. Nhưng mà cái này có mốt thành bàn chân nữa. Nhưng mà cái này làm bằng gì đây? Cái này có làm gì? Bằng đây hả? Dạ đúng rồi cô. Nhưng mà phải xem là cái này dùng có tốt cho sức khỏe không đã nha. Nếu mà làm bằng các cái chất độc hại thì không có tặng đâu. Cô ăn ngon mà rẻ thì chắc chắn là không tốt rồi cô. Ăn cái gì ngon nhưng mà phải tốt cho sức khỏe nha. Các con đừng có bị đánh lừa bởi ngoại hình nha. Giống như là nàng Bạch Tuyết ấy, cắn quả táo một phát xong rồi lăn đùng ra luôn. Lăn đùng ra chết luôn. Mọi người không được. Hay các con ngồi thiền quá, thở hay là nghe nhạc? Nghe nhạc nhưng mà mình cũng phải biết vào hơi thở vào. Tại vì chủ yếu các con là ví dụ như khi các con mệt thở đi không nổi thì các con cũng phải dựa vào hơi thở để quán vào quán ra trong mọi cử chỉ và trong mọi hành động. Nên chính vì vậy mà cô vẫn thiên về khi mà ngồi thiền lúc này thì các con vào và thở ra. Thì có nó 3 giai đoạn. Thứ nhất là hít vào một cách bình thường và ra một cách bình thường, đúng chưa? Giai đoạn thứ hai thì có bạn nào biết phát hiện ra là cái hơi thở mình đó lúc nào không? Có bạn nào quán vào hơi thở? Lúc các con chạy thật nhanh, đi thật nhanh, chạy bộ mới xong thì lúc đó hơi thở nó như thế nào? Rất nhanh. Rất là nhanh. Rất là nhanh đúng không? Và lúc đó mình sẽ tim mình nó như thế nào? Đập rất mạnh và rất là nhanh. Đúng rồi. Thì chính vì vậy mà hoặc là lúc mình giận dữ thì cái tim mình nó như thế nào? Rất mạnh. Chính vì vậy mà trong khi ngồi chúng ta phải phát hiện ra chúng ta đang thở như thế nào. Thế nào là hơi thở nhanh, hơi thở chậm, hơi thở mạnh, hơi thở yếu. Và có những lúc chúng ta gọi là phòng xẹp. Phòng xẹp tức là khi
và chúng ta hít thật mạnh vô là tự nhiên hồi nãy cô giáo hướng dẫn đó, cái bụng nó sẽ xuống và thở thật mạnh. Thì chính vì vậy mà hôm nay để cho các bạn quán vào hơi thở và chúng ta sẽ không mở nhạc. Tại vì khi mà quán vào hơi thở các con sẽ nhận ra. Bây giờ quán vào hơi thở hay là nghe nhạc? Nghe nhạc đúng không? Cho nghe nhạc nhưng mà phải quán vào hơi thở. Mình nghe nhạc. Ôi. Nhạc chậm. Cô nghe nhạc cái là cô đang nghe cái xong rồi cô tắt luôn. Ok. Cô dừng lại luôn. Dạ. Rồi, các bạn ý kiến gì nữa không? Cô nãy giờ có cái âm thanh gì vậy cô? Tại vì hai cái máy tính nó sát với nhau. Tắt micro lên mình mai. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ quán vào hơi thở. Đó. Và cô Nhi sẽ quan sát, quay video lại chúng ta đang quay này.